Cúp bóng đá nước châu Á AFC Ấn Độ 2022 trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Lối đá sở trường của họ là 5-4-1. Với việc có được hiệu số tốt hơn, nhưng đây là cơ hội sút bóng. Đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt lên. Bích Thùy là người đã giúp cho chúng ta tái lập được thế dẫn trước 2-1 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa có được bàn thắng gỡ hòa 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Và chúng ta cũng chỉ mất có 5 phút thôi để tái lập được thế dẫn trước. Bích Thùy là người đã có một tình huống xâm nhập. Và sau đó cô là người đã có được pha dứt điểm. Pha tạt bóng rất tốt vào phía trong. Bích Thùy đã có một tình huống đỡ bước một đầy ấn tượng. Mở ra một đà để cô lao xuống. Và có cú dứt điểm bằng chân trái đầy quyết đoán, tái lập thế dẫn trước cho đội tuyển nữ Việt Nam. Tuyệt vời Bích Thùy, tuyệt vời các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là những giây phút mà chúng ta thấy được là các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã được tổ chức một cách chơi cụ thể và phát huy được tối đa hiệu quả. Những mảng miếng của chúng ta đã được định hình một cách rõ ràng với những tình huống xâm nhập của những cầu thủ ở hành lang cánh như là Bích Thùy hay là Mỹ Anh. Tuy nhiên thì công nghệ VAR đã vào cuộc. Rất hồi hộp. Và bàn thắng đã được công nhận. Đội tuyển nữ Việt Nam 2, đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa 1. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.